Xin chào tất cả các em đã đến với đơn hàng của ngày 1 tây tháng 4 năm 2019 nha. Và trong đơn hàng ngày hôm nay sẽ có những cái sản phẩm rất là dễ thương, xin mời các em cùng xem. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Nguyễn Yến Nhi, 253.000. Bam! Yeah! Đây là em búp bi CND rất là xinh đẹp luôn nha. 130.000 đồng váy xếp ly xòe 2 tầng này, một tầng màu tím, một tầng là có voan màu trắng này mấy em. Ở phía trên áo thì nè, người ta có vẽ những cái này nè, rất là xinh, và một cái nơ nữa nha. Đây là phần chân với một cái đôi giày cũng dễ thương luôn, mà chị thích nhất là khuôn mặt của búp bê và mái tóc rất là đáng yêu nha. 130.000 đồng. Tiếp theo thì còn có là bộ đồ ngắn hình bông hoa hồng cho búp bê CND. Đó, bộ đồ này mặc ở nhà rất là thoải mái và dễ chịu luôn, 20.000 đồng. Tiếp theo là bộ đồ kiểu thời trang nè mấy em. Đây, bộ đồ kiểu thời trang rất là đẹp nha. Thì nó có cái phần ren ngang bụng nè. Đó là cái quần tây. Còn cái áo thì là cái áo xếp ly. Đó, giống như là những cái cánh hoa rất là đẹp luôn. Mặc vô rất là thời trang và sành điệu luôn nha, với cái phần tây nè. Đó, chỉ có 35.000 đồng một bộ thôi. Wow, đẹp quá trời đẹp luôn. Các em xem nè, đây là cái mẫu váy 2 tầng nha. Vừa có ren nè, rồi vừa có tầng trên, rồi tầng dưới ha. Rồi cái áo này có phần chéo ở phía sau nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Áo yếm đơn giản và một cái áo bông hoa nè. Đó, phối vô nhìn rất là đẹp luôn. Bộ này cũng chỉ có 35.000 đồng thôi. Các em xem. Tiếp đến xin mời các em cùng xem đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Kim Dung nha, 118.000. Đầu tiên sẽ là một bộ kit làm slam 30.000 đồng chứ lộn, 12 món nha, làm được 5 loại slam khác nhau rất là độc luôn. Vui nữa. Còn đây thì là bộ kit 53.000 gồm có Quixi nè, rồi kẹo dẻo hamburger, slam mochi, rồi cốm nè, rồi có đồ trang trí đồ nữa rất là đẹp luôn nha. Bộ kit 53.000 là bộ kit siêu mềm luôn, dễ thương lắm. Bạn còn có mua thêm một bịch borat 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Trần Huỳnh Hải Đan, 94.000. Yeah, đầu tiên cũng là bộ kit làm slam 30.000 đồng nè mấy em. Có tới 12 món lận nha, làm được 5 loại slam, chơi rất là vui. Thơm quá thơm quá. Có chai hương dứa nữa nè, 5.000. Rồi một bé jam ngựa pony màu tím và một cái sừng rất là đáng yêu, cũng chỉ có 5.000. Và đây màu trắng, màu đỏ, màu hồng nhạt ha. Thì đây là bộ sưu tập và cốm cánh hoa đào. Đó, chúng ta có thể rải rải trên slam giống như là hoa đào rơi vậy đó, rất là đẹp luôn nha. Đây, mà nó cũng giống hình trái tim nữa, 5.000 một bịch. Có cả keo sữa hũ lớn nha, 15.000. Và hũ trái tim 2.000 đồng một hũ. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Trần Lê Tâm Như, 263.000. Tên, và đây là một cái bé nón thân thiện. Đó, cái lông này rất là mềm, rất là dễ thương, hình Pikachu. Đó, và đây là cái tay của Pikachu này nha. Còn đây là cái bàn tay nè. Chúng ta đội nón lên, sau đó bóp. Chú, chú, xin chào. Xin chào, xin chào. Còn đây là đôi bàn tay của Pikachu nha, hình trái tim rất là đáng yêu. Đặc biệt ha, hai bàn tay này có cái chức năng là chú. Chỉ bóp hai tay thì bóp mạnh lên. Chú 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 xin chào. Đó nha, khi mình bóp một tay nè thì tay bên đây thì nó sẽ nhõng bên đây lên, nhõng lên. Còn bên đây thì nó sẽ nhõng lên, nhõng lên. Chúng ta cùng xem lại cái màn biểu diễn thân thiện của Pikachu nha. Bắt tay Pikachu cái coi, bắt tay. Trời ơi, có những bạn đang ngủ á, cái chúng ta lấy cái này nè, khiều khiều vậy, rất là dễ thương luôn. 130.000 đồng ha, với phần lông mềm mại và lại có một cái đôi tay hết sức là thân thiện, vui vẻ. Lúc nào cũng giống như là chào đón mọi người vậy đó nha. Tiếp đến thì sẽ có là hình dáng của nhóm nhạc nữ Blackpink nè, rất là xinh đẹp và nổi tiếng, lại còn thời trang, hát hay, vũ đạo đẹp nữa. Chả trách những cô nàng này thật là hot trên thị trường âm nhạc K-pop đúng không mấy em? 10.000 đồng một shop hình dáng của những cô nàng này nha. Wow, và có cả bóp viết Blackpink nữa nè, Blackpink, Blackpink. Đó, 40.000 đồng. Yeah, còn có cả thẻ hình nữa nha. Đây, thẻ hình có thể là móc khóa và có hình ở trong nữa. Còn đây thì là vòng tay Blackpink 20.000 đồng. Và chắc chắn là Tâm Như là fan của Blackpink đúng không? Và dĩ nhiên chị cũng là fan của Blackpink luôn. Những cô nàng xinh đẹp quá đi thôi. Đây,
Và tiếp đến, xin mời các em cùng xem đơn hàng của bạn Hoàng Thị Kim Ngọc 89.000. Đầu tiên là hũ keo sữa nha, 15.000 đồng sữa đây. Rồi đến là bộ kit làm slime, 30.000 đồng nè. Một hũ trái tim 2.000. Rồi đến borax 5.000 và chai hương dâu 5.000, rất là thơm. Ping pong, tiếp theo là đơn hàng của bạn Thanh Sang 215.000. Yeah, đầu tiên sẽ là một bịch marshmallows vị vani, rất là dễ thương với những cái vòng tròn nè ha, màu sắc đẹp, mềm mềm, ăn rất là ngon và thơm nữa nha, 16.000. Tiếp theo thì là cây đất sét 12 màu, đây ha, 35.000. Pom pom, 5.000 đồng. Yeah, còn có cả em Wishy Panda, xin chào tất cả các anh chị, mình là em Panda, 12.000. Ping. Đó, đây Blackpink. Đây là nhóm nhạc nữ yêu thích. Đó, 10.000 đồng. Hình dáng này nha mấy em. Những cô nàng này hát rất là hay chứ không phải hát giống như chị hồi nãy đâu. Rất là ghê nha. Còn đây, những bạn này hát rất là hay, đẹp nữa chứ. 10.000 đồng một shop. Tiếp theo thì còn có là hình dáng của 7 anh chàng BTS, dịch là gì mấy em? BTS, có người nói với chị là 7 thằng xàm. Chị nghe chị cũng mắc cười nhưng mà No, đây là 7 anh chàng đáng yêu nha. Này, thấy chưa? Càng nhìn càng yêu. 10.000 đồng một shop hình như thế này nha. Wow, xin chào bác Hồ. Và đây là bịch tiền 2.000 đồng Việt Nam đồng nha. Đây các em xem nè, tiền giống y thật luôn, tiền mini để chúng ta chơi những trò chơi đó, rất là ok luôn á. Tiếp theo thì là 4 chiếc nhẫn của bạn Thanh Sang nha, HSTT. Đó, 4 cái chữ luôn, mỗi chữ như vậy là chỉ có 3.000 đồng thôi. Đây nha mấy em, đó, nhẫn chữ rất là đẹp. Nè, hũ trái tim có nắp 2.000 đồng một hũ, ở đây có 5 hũ. Là bút của bạn Thanh Sang nè, đây là một cây bút BTS 5.000. Tiếp đến là có 3 bạn Thiên Nga, đây nha, 3 bạn Thiên Nga, 3 màu luôn, mỗi bạn cũng là 5.000. Rồi đến là Pokemon, lên. Còn đây, 2, 4, 6, 8, 9, 9 bạn Pokemon nha, mỗi bạn là 5.000 đồng. Và đây, wow, gia đình Pokemon. Tiếp đến á, thì bạn có đặt chị là 5 bạn chim cánh cụt. Nhưng mà chim cánh cụt thì hết rồi. Bây giờ thì chị sẽ lấy cho em là 5 cô bé này nha. Đây 5 cô bé. Mỗi cô có một vẻ đẹp khác nhau, rất là dễ thương. Hy vọng rằng là em sẽ thích. Đây các em xem ha, là 5 bạn này nè, rất là dễ thương luôn đó Thanh Sang. Hy vọng rằng là em sẽ thích nha. Đó, 5 bạn này cũng rất là đẹp luôn. Đây nè, đó. Đó, tất cả đều là 5.000 một cây nha. Và bây giờ xin mời Tâm Như xem đơn hàng của Tâm Như, 92.000. Đầu tiên là 4 bịch borax, mỗi bịch 5.000. Tiếp theo là 3 chai hương, mỗi chai cũng 5.000. Rồi đến là tuyết mỹ nữa nè, đó, 8.000 đồng một bịch nha. Còn bây giờ là đơn hàng của Đinh Triệu Mẫn, 731.000, là đơn hàng khủng của chúng ta ngày hôm nay nha. Xin mời các em cùng xem bạn đó mua những gì. Xin chào, và đầu tiên sẽ là 2 chiếc nhẫn kiểu nha mấy em. Đây, một chiếc thì hình là con bướm bướm nè, rất là đẹp luôn. Ở chính giữa còn có một cái viên nè, rất là lấp lánh. Còn đây ha, có cái viên đá này rất là lấp lánh luôn. Kèm theo với lại cái toàn tan như thế này nè, như là cái đuôi con công vậy đó. Rất là đẹp luôn. Đó, ở phía sau là nó sẽ có cái đồ để chúng ta tăng giảm theo theo cái chiều rộng của cái tay mình nha. Chỉ có 5.000 đồng một chiếc thôi mà rất là đẹp. Tiếp theo thì là lắc tay chuông hình Hello Kitty nè, rất là dễ thương luôn nha, 15.000 đồng một cái. Wow, và có cả ba lô nữa nè, ba lô meo meo meo, 15.000 một cái. Hai cây quạt, wow, quạt dưa hấu nè, quạt apple nè nha, đó, vừa quạt vừa xem trái cây, vừa học tiếng Anh luôn. Đó, rất là giống như là cổ trang á mấy em, phim cổ trang á. Và đây là những cây viết nha, ngoài tính năng quạt nó còn có thể viết được nữa, 15.000 một cây. Xí lộn, 10.000 thôi nha mấy em. Wow, và các em xem đây, tiếp đến là 3 cái Wishy nha. Đó, 2 cái mặt cười và 1 cái panda rất là đáng yêu, mỗi cái là 25.000. Tinh tồn, còn có cả bịt mắt nước BTS 32.000 đồng nha. Bên trong có một cái túi nước giúp cho mắt của chúng ta mát, ngủ ngon. Và đây là ba
bạn mèo nha. Thật ra là ba cái cày mèo đó mấy em, mỗi cái 20.000 nha. Thì đây là một cái là màu xanh đó, một cái xanh nhạt chấm bi, một cái thì là màu xanh đậm đó chấm bi, rất là thời trang. Và một cái nè đó, nó có cái phần lông lông mềm mại như là lông mèo vậy đó mấy em, ngắn ngắn mà nó có lấp lánh nữa nha, rất là xinh. 20.000 đồng một cái thôi. Đây là ba bạn mèo của chúng ta. Mèo 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 bằng chu bằng chu bằng chu. Và đây là hai cây súng đó, nhưng mà là súng giả thôi, thật ra nó chỉ là cây viết nha mấy em đó. Cái chỗ này là để mình ngắm mình bắn nè đó, để phòng vệ á, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà hên quá, đây chỉ là súng giả thôi, nó là viết á ha, thật ra nó là cây viết đây, thấy không, rất là hay luôn. Cái này là cá tháng tư được luôn á nha, 5.000 đồng một cây súng như thế này, súng bắn ra mực. Và còn có borat 5.000 một bịch, kim tuyến giấy cực kỳ lấp lánh luôn, cũng 5.000 đồng một bịch. Rồi đến tuyết là 10.000 đồng một bịch nha, tuyết nè. Rồi có cả cốm nữa, cốm trái tim và cốm cánh đào ha. Các em xem nè, đây là trái tim nha, đây là cánh đào. Nó có những cái khí vậy nè, cũng giống trái tim nhưng nó là những cái cánh đào á, ráp vô nó như cánh đào rất là đẹp. 5.000 một bịch. Ở này chúng ta có thể ráp cánh đào lại như thế này thành những bông hoa đào dễ thương nha. Rồi tiếp đến thì là còn thêm một bịch tuyết nữa này nha. Đó, như vậy là tổng là 3 bịch cốm, nhưng mà sao hết rồi cho nên chị lấy cái này cho em nha, hy vọng rằng em sẽ thích. Tiếp theo thì chúng ta còn có là 3 bịch hồ nè, đó mỗi bịch 10.000. Rồi hũ trái tim 2, 4, 6, 8 hũ có nắp, mỗi hũ 2.000. Wow, hamburger 2.500 một viên rất là ngon. Ở đây là bạn mua 4 viên. Tiếp theo thì còn có chiếc nhẫn chữ B nè, 5.000 đồng, ấy lộn có 3.000 thôi nha. Tiếp đến chúng ta còn sẽ có 3 cây bút chảo nè, nó rất là dễ thương, 5.000 đồng một cây. Và thiên nga nữa nha, cũng 5.000 đồng một cây. Wow, có cái whipsy nè, whipsy trái chanh cực kỳ to, cực kỳ mềm và thơm luôn, 90.000 đồng. Keo sữa 15.000 đồng một hũ. Hương sữa nha, 5.000 một chai. Rồi đến là màu nữa nè, 2.000 đồng một chai màu. Tiếp theo thì còn có là ren cổ này nha. Đây ren cổ là 15.000 đồng một cái ren, rất là đẹp nè. Ở đây có bạn cá chép và một cái lưỡi lam, rất là cá tính và sành điệu nha. Wow, còn có cả ren tay nữa. Ren tay thì là cũng chỉ có 8.000 thôi. Hình bạn Hello Kitty đang chạy xe đạp nè, rất là đáng yêu ha. Rồi Mẫn ơi, em đặt là 200 cầu vòng nhưng mà ở shop hết 100 cầu vòng rồi. Chị lấy cho em là bạn bánh đa dễ thương và bạn ngựa nữa nè. Hai bạn này cũng rất là hot và dễ thương, hy vọng rằng là em sẽ thích nha. Cũng chỉ có 5.000 một cái. Còn đây thì là một trái tim BTS nha, đó là móc khóa 10.000 đồng. Đó, hình của nhóm và hình của nhóm trưởng Redmond. Wow, có cả vòng tay BTS nữa, 15.000 đồng một cái. Đây là vòng tay BTS, còn đây là vòng hoàng đạo hả mấy em? Vòng của cung hoàng đạo đó, rất là dễ thương. Sẽ còn có là cái ba lô BTS 55.000. Còn đây là một bịch hồ 10.000 và bịch borat thêm nữa nha, 5.000 đồng. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của bạn Mẫn. Các em muốn gọi đặt hàng á thì trước tiên phải xin phép ba mẹ, sau đó là gọi đặt hàng số 0937899707 để đặt hàng nha. Hãy đăng ký thành viên kênh Bóp Chibi, hãy bấm like chia sẻ video ủng hộ chị để chị ra nhiều video hay hơn nữa nha. Kênh Bóp Chibi là một kênh tổng hợp, vừa có video kiểm tra hàng giúp các em có thể thư giãn nè ha, tìm lựa mua đồ chơi cho mình sau những giờ học căng thẳng đó, mua sắm online tại Bếp Chi Bi, vẽ cùng Bếp Chi Bi, xem phim cùng chị Bếp Chi Bi nha. Yêu các em nhiều, hẹn gặp lại các bạn video sau.